Mời các bạn theo dõi phần thực hiện của bạn Mỹ Hạnh. Đây là bản khảo sát mời ứng viên dự siêu vi buổi tối của thầy Trí Nguyễn. Chị Anh đã nhìn thấy màn hình chưa ạ? Thế rồi Hạnh nhé. Dạ vâng ạ. Vậy thì chị Oanh với em vào việc luôn chị nhé. Dạ vâng ạ. Dạ thưa chị Oanh, như đã hẹn với chị Oanh vào 14 giờ chiều hôm qua thì 9 giờ 15 sáng nay chị cũng đã đồng ý cho em gặp chị. Và lời đầu tiên em xin được gửi lời cảm ơn đến chị đã dành cho em 20 phút trong buổi sáng hôm nay. Nhưng em sẽ cố gắng không sử dụng hết 20 phút này trừ khi chị Oanh muốn tìm hiểu thêm thông tin ạ. Và thưa chị Oanh, với sự thành công vượt bậc của Mennonite trong năm vừa qua và với khối tài sản tăng lên 1.300 tỷ đô la Canada và dẫn đầu thị trường Việt Nam trong nhiều năm liền, thì công ty em muốn mở rộng thị phần để tìm kiếm đối tác chiến lược và ủy thác cái thương hiệu nhượng quyền. Vậy thì chị Oanh có đồng ý với em rằng khi mà mình càng tìm kiếm cơ hội thì bạn càng đạt được sự đảm bảo mà mình mong muốn, đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Dạ vâng, và nền tảng của sự giàu có và để tạo ra an ninh tài chính thì những nền tảng nào tác động mạnh mẽ đến gia đình chị? Thứ nhất là quỹ dự phòng đảm bảo tài chính cho những người mà chị Oanh hết mực yêu thương. Thứ hai là quỹ đảm bảo hoàn thành bậc cử nhân. Thứ ba là quỹ khởi nghiệp chắp cánh cho con vào đời. Thứ tư là quỹ lương hưu từ năm 61 đến năm 85 tuổi. Và thứ năm là quỹ đầu tư gấp đôi tài sản. Vậy thì cái mức độ ảnh hưởng của nó đến gia đình chị như thế nào là rất quan trọng hay ít quan trọng ạ? Bởi vì làm việc trên nền tảng online cho nên em sẽ đánh dấu giúp chị Oanh nhé. Chị có quyền tích trên tất cả các ô trống mà chị mong muốn ạ. Được, ok. Chị nghĩ là với cái số 1 là quỹ dự phòng đảm bảo tài chính thì chị nghĩ nó là rất quan trọng. À, rất quan trọng ạ. Vâng ạ. Còn quỹ số 2 sao chị? Số 2 là về cái hoàn thành để bậc cử nhân cho con thì với chị cũng nghĩ nó là rất quan trọng. À, rất quan trọng ạ. Quỹ khởi nghiệp chắp cánh cho con vào đời. Cái này chị cũng rất quan trọng. Rất quan trọng. Còn quỹ lương hưu và quỹ đầu tư gấp đôi tài sản thì sao chị? Quỹ lương hưu cũng rất quan trọng. Còn quỹ gấp đôi tài sản thì chị gần như không biết đầu tư nên chị nghĩ nó là ít quan trọng. Vâng ạ. Ít quan trọng. Vậy thì để xây dựng nên vương quốc đảm bảo nền tảng của sự giàu có thì chị Oanh đã có hay chưa ạ? Chị chưa ạ? Thế thì em tích vào chưa nhé. Tất cả các quỹ này mình đều chưa? Hay là chưa? À dạ vâng ạ. Vậy thì để lựa chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 5 thì tại thời điểm này và với tầm nhìn tương lai từ 10 đến 15 năm nữa thì chị Oanh sẽ ưu tiên kế hoạch nào là số 1, số 2 và số 3 ạ? Chị nghĩ là chị sẽ ưu tiên quỹ dự phòng là số 1. À, quỹ dự phòng là số 1. Em đánh số 1 vào đây chị nhé. Hoàn thành bậc cử nhân là số 2. À, quỹ hoàn thành bậc cử nhân là số 2. Thì vậy thì là sẽ quỹ số 3 là quỹ nào chị? Khởi nghiệp chắp cánh cho con vào đời. À, khởi nghiệp chắp cánh cho con vào đời là số 3. Vậy thì chị Oanh ạ, theo như em khảo sát khách hàng và ứng viên ấy, thì mỗi người hoạt động một cái lĩnh vực khác nhau cũng như là có những cái sở thích riêng. Thì không biết hiện tại chị Oanh đang hoạt động trong lĩnh vực gì ạ? Chị kinh doanh tự do. À, chị Oanh kinh doanh ạ? Ừ. Thế thì ngoài cái thời gian mà chị Oanh chăm sóc gia đình cũng như là con cái thì vào cái thời gian rảnh rỗi của mình ấy thì chị thích làm, chị có một cái sở thích nào dành riêng cho bản thân mình ạ? Chị cũng có nhiều sở thích lắm, nhưng mà ví dụ như không biết các chị phụ nữ khác như nào, nhưng ví dụ như chị có một cái sở thích là ví dụ như chị tô son thì chỉ tô mỗi môi dưới không là tô môi trên. Vậy ạ. Và chị cũng thích đọc sách, nhưng mà cũng bây giờ thì mới tập đọc sách thôi, còn trước đây chị thích đọc truyện tranh thôi, và bây giờ chị cũng vẫn đọc truyện tranh, ví dụ như một số các loại tiểu thuyết mà được chuyển thể sang truyện tranh, ví dụ như là tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố chẳng hạn, ngày xưa nó là Tôn Tố của Vũ Trọng Phụng. À, thì dạ, chị vâng thích ạ. Đọc các chuyển thể sang truyện tranh như thế, chị thấy nó dễ hơn, sinh động hơn, có cả hình cả chữ. Anh biết không? Dạ vâng ạ. Thế thì cái sở thích của chị là truyện tranh, cũng giống như sở thích của em ngày xưa cũng là truyện tranh, và em hay đọc Thần Đồng Đất Việt đấy chị ạ, rất là đam mê.
Vâng ạ. Thế thì ngày sinh của em thì vào mùng 3 tháng 8 năm 1993, thì không biết là ngày sinh của chị Oanh đã qua hay chưa đến ạ? Chị là qua rồi, chị sinh trước em 5 tháng, chị vào 26 tháng 3 năm 83. À, chị vào 26 này, tháng 3 năm 1983. Ồ. Vâng ạ. Vậy thì em rất là mong muốn vào dịp sinh nhật sắp tới của chị Oanh, và em sẽ là người đầu tiên gửi đến chị món quà theo sở thích ngay khi chị đặt chân xuống giường. Vậy thì chị vui lòng cho em xin họ tên, địa chỉ cũng như là số điện thoại để em gửi đến chị tận tay cái món quà mà không bị thất lạc ạ. Chị họ tên đầy đủ là Trần Thị Oanh. À, chị Trần Thị Oanh ạ. Địa chỉ của mình ở đâu ạ chị? Em cứ gửi tạm về cho chị là tòa nhà Icon 4, Icon 4, Hà Icon Nội. 4, Hà Nội. Vâng ạ. Số của chị là 096 Dạ, 096 345 345 3479. 3479. Vâng ạ. Thì hiện tại nhà chị Oanh này đang có mấy Chị bé có ạ? hai bé trai. À, chị có hai bé trai ạ. À, ngoài ra chị có phải bảo dưỡng hay nuôi bảo trợ hay nuôi dưỡng thêm bố mẹ không Không, ạ? chị không, bố mẹ chị vẫn còn À, trẻ. không ạ. Dạ thì chị Oanh ạ, chị Oanh đã từng nhận quỹ thừa kế do những người thân mình Chị để lại bao giờ chưa? À, chưa. chị chưa ạ. Cũng giống em chị ạ. Vậy thì trong tương lai chị Oanh có mong muốn thực hiện 3 điều ở phần thứ tự ưu tiên và với cái tầm nhìn 10 đến 15 năm tới không ạ? Có. À, chị có đúng không ạ? Vậy với ba cái thứ tự ưu tiên này thì đã bao giờ chị quy đổi thành tiền để hình dung ra một cái con số cụ thể là bao nhiêu chưa? Chị chưa. Thứ nhất là về cái quỹ dự phòng này. Chị chưa đúng không ạ? Vâng, vậy thì em sẽ xin cung cấp cho chị một số thông tin nhé. Thứ nhất là về quỹ dự phòng. Thì mình sẽ thiết lập ra một cái quỹ dự phòng để đảm bảo cho những người mà mình hết mực yêu thương. Và cái công thức tính quỹ dự phòng nó sẽ bằng tổng chi phí năm của nhà chị chia cho lãi suất ngân hàng bình quân. Và hiện tại lãi suất ngân hàng bình quân dao động từ 5.6 đến 6.8. Vậy thì mình lấy ở cái con số trung bình là 6 chấm chị nhé. Và chị Oanh vui lòng chia sẻ giúp em là mỗi tháng nhà mình chi phí là bao nhiêu tiền ạ? Ước tính nhé, ước tính thôi nhé, À. khoảng 50 triệu một tháng. À, ước tính là khoảng 50 triệu một tháng đúng không ạ? Vậy thì cái quỹ dự phòng của nhà chị Oanh nó sẽ bằng 50 triệu nhân với 12 tháng thì nó sẽ ra chi phí một năm đúng không ạ? Và chị em mình cùng tính này, 50 triệu nhân với 12 tháng thì sẽ bằng 600 triệu. Và 600 triệu này chia cho lãi suất ngân hàng bình quân là 6 chấm thì cái quỹ dự phòng của nhà chị Oanh sẽ là 10 tỷ. Chị cũng vừa tính ra được là như thế. À thế à? 10 tỷ chị Oanh ạ. Thì đã bao giờ chị Oanh hình dung được cái con số quỹ dự phòng của nhà mình nó lên đến 10 tỷ chưa? Chưa. À, chưa. Nhiều đúng không ạ? Và quỹ thứ hai là quỹ giáo dục này. Quỹ giáo dục chị Oanh chọn ưu tiên là quỹ số 2. Vậy thì chị Oanh cho em hỏi là bạn lớn nhà mình là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Bạn lớn nhà chị năm nay là 12. À, bạn lớn nhà chị là năm nay 12 tuổi này. Vậy thì đến khi mà bạn đấy đặt chân vào cánh cổng đại học ấy, là năm bạn đấy 18 tuổi, sẽ còn 6 năm nữa, đúng không chị? Và bạn thứ hai nhà chị sao? Bạn thứ hai năm nay bao nhiêu tuổi hả chị? Hôm nay là lớp 1, bạn nhà chị 7 tuổi, gần 7 tuổi. À, bạn đấy 7 tuổi này. Vậy thì sẽ còn 13 năm nữa. À, 11 năm nữa. Thì bạn ấy sẽ bước chân vào cánh cổng đại học là năm 18 tuổi. Thì em cộng trung bình hai bạn này nhé. Là 6 này cộng với lại 11 bằng 17 chia cho 2 thì sẽ bằng 8,5. 8, 8 năm rưỡi. Em làm tròn là 9 năm chị nhé. Vậy thì với trung bình là 9 năm thì tương lai chị mong muốn con mình sẽ học trong nước hay nước ngoài ạ? Ok. Chị cũng chỉ học công lập trong nước thôi nên chị nghĩ là thu công chị cũng chỉ học công lập trong nước À? thôi. Thế à? Vậy thì em xin chia sẻ cho chị này. Về cái mức học đại học ở trong nước ấy thì trung bình mỗi bạn hiện tại là 100 triệu một năm chị ạ. Thế thì mỗi bạn học 4 năm một bạn sẽ là 400 triệu. Và nhà chị có hai bạn thì sẽ là 800 triệu chị ạ. Và 800 triệu là cái thời điểm hiện tại năm 2021. Nhưng cái kế hoạch này mình sẽ thực hiện trong 9 năm tới.
Vậy thì chị em mình cùng với tính chi phí giáo dục với cái hệ số lạm phát là 8% thì đồng tiền tương lai sẽ bằng bao nhiêu chị nhá? Em xin chia sẻ cho chị cái công thức tính giá trị đồng tiền tương lai. FV thì sẽ bằng PV nhân với lại 1 cộng với R mũ N. Thì cái quỹ giáo dục của nhà chị Oanh thực tế nó sẽ bằng 8. Hai chị em mình cùng tính nhá. Hai chị em mình cùng tính này. Cái quỹ giáo dục của nhà chị 100 0,08 và nhân với lại mũ 9 đúng không chị? Ok chị Vậy thì chị em mình cùng tính thì sau khi em tính là nó ra là 1 tỷ 599 triệu. Vâng, vậy mình làm tròn là 1,6 tỷ chị nhá. ok 1,6 tỷ này cho cái quỹ giáo dục. Tiếp theo nữa về cái quỹ khởi nghiệp. Như chị Oanh chia sẻ, chị mong muốn con mình tốt nghiệp đại học và đứng lên bậc cử nhân để nhận tấm bằng thạc sĩ. Và mình rất là mong muốn con có một cái quỹ khởi nghiệp thay vì các bạn ấy phải vất vả và không hề nhận được cái quỹ thừa kế giống như là chị em mình bây giờ. Thì chị sẽ dành cho các bạn đấy một cái kế hoạch để các bạn ấy đứng lên sân khấu lớn để hoàn thành vai diễn, để đứng lên sân khấu hoàn thành cái vai diễn lớn của mình trong cuộc đời. Vậy thì cái quỹ khởi nghiệp theo chương trình Shark Tank mà chị theo dõi vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần đấy ạ, để kêu gọi cái vốn đầu tư cho một bạn để khởi nghiệp hiện tại là 6 tỷ chị Oanh ạ. Ok, chị có biết chương trình này. À dạ vâng ạ. Vậy thì nhà chị có hai bạn để mà khởi nghiệp thì sẽ cần là 12 tỷ. Đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì 12 tỷ này thì chị muốn các bạn nhà mình khởi nghiệp ở năm bao nhiêu tuổi? Chị nghĩ là 30, 30 đi, 30 chị mới bắt đầu khởi 30 tuổi khởi nghiệp đúng không chị? Được. Thế thì 30 tuổi khởi nghiệp, bạn lớn là 12 tuổi này thì mình sẽ còn là 18 năm nữa. Đúng không Đúng ạ? rồi, 8 năm. Bạn thứ hai là 7 tuổi thì sẽ còn là 23 năm nữa. Chị em mình lại cộng trung bình hai bạn này nhé. Thì sẽ bằng 18 này cộng với lại 18 cộng với lại 23 bằng 41 chia cho 2 thì sẽ bằng 20,5. Vậy làm tròn bằng 21 năm. Đúng không chị? Ok. Dạ vâng. Vậy thì với 12 tỷ tại thời điểm hiện tại thì sau 21 năm cái mức lạm phát là 7% thì cái con số 12 tỷ là sẽ bằng bao nhiêu và vẫn là cái công thức tính giá trị đồng tiền lạm phát trong tương lai như là FV bằng PV nhân với lại 1 cộng R mũ N đấy. Thì cái con số cụ thể cho cái quỹ khởi nghiệp nhà chị Oanh sẽ bằng 12 tỷ này. Chị em mình cùng tính nhá. 12 tỷ nhân với lại 1 Một cộng với lại chín 7% đúng không chị? cộng Mũ 21 hai và sẽ bằng mốt 49. Cái tỷ con số này có bất ngờ không sáu. chị Oanh ra cái con số cụ thể chưa? Chị thấy đây là 49 tỷ 686 nghìn. Đấy. Sợ quá. 49,68 tỷ. 49,68 tỷ chị Oanh ạ. Nhiều không ạ? Nhiều, nhiều quá. Lấy tròn là Đó là 49 tỷ thôi. Nhiều dạ quá. vâng. Đấy cái quỹ khởi nghiệp nó lên đến gần 50 tỷ chị ạ. Vậy thì đã bao giờ chị Oanh hình dung và ước tính cái mong muốn của mình nó quy ra thành tiền, nó sẽ bằng quỹ dự phòng là 10 tỷ cộng với lại 1,6 tỷ cộng với 49,68 tỷ sẽ bằng, hai chị em mình cùng tính nhé, bằng 61,28 tỷ. Làm tròn bằng 61 tỷ chị nhá. Rồi 61. đúng 28. Đấy, 61 tỷ. Nhiều quá. Nhiều không chị? Nhiều quá Giật mình đúng không chị? nhiều. Vâng ạ. Vậy thì chị Oanh có thể chia sẻ với em là hiện tại chị đang để dành cho cái kế hoạch tài chính này là bao nhiêu tiền một tháng không ạ? Ui, bây giờ đang vẫn đang
vì các con nhỏ học hành nhiều, hướng phí nhiều, chắc được khoảng 20 triệu một À, 20 triệu một tháng, thế cũng đã nhiều rồi tháng. chị ạ. 20 triệu một tháng này. Thế thì với cái số tiền tiết kiệm của chị là 20 triệu một tháng, thì chị có muốn biết chị sẽ hoàn thành cái giấc mơ 61 tỷ này trong khoảng thời gian bao lâu không? Có. Thế thì chị em mình lại cùng tính toán với nhau nhé. Nó sẽ bằng 61 tỷ này. 61 tỷ chia cho 20 triệu. Và chị ơi, nó lên đến 3.050 tháng. Wow. 3.050 tháng. Và lấy cái số tháng này chia cho 12 thì nó sẽ ra số 5. Chia cho 12 thì sẽ bằng 254 năm. Năm. Yêu anh ạ. 254 năm. Thế mà tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73 tuổi. Nhá. Vậy thì lấy 254 này mà chia cho 73 thì nó lên đến 3,5 kiếp người. Hơn 3 kiếp người. Chị cũng vừa tính ra đây 3,48. Giật mình đúng không chị? Vậy thì các chuyên gia khuyên nếu mà cái số tháng sau khi mình tính toán ấy mà nó nhỏ hơn 120, nó nhỏ hơn 120 này thì mình hoàn toàn có thể kiểm soát được cái giấc mơ này. Tuy nhiên chị Oanh ạ, tuy nhiên sau khi chị em mình tính toán thì cái số tháng của mình nó lại vượt quá 120 tháng. Như vậy thì chị hoàn toàn mất kiểm soát giấc mơ này và không thể chạm tay vào cái giấc mơ này ở cái kiếp này được chị. Và anh ạ. Phải tận 3 kiếp rưỡi nữa mình mới hoàn thành được. Vậy thì trong tương lai chị có muốn kiểm soát được cái giấc mơ và tạo ra sự an ninh tài chính cho những người mà chị yêu thương không? À chị có ạ. Vậy nếu như chị vẫn làm theo cách cũ và vẫn cứ làm theo cách cũ như thế này thì chắc chắn rằng mình hoàn toàn không thể kiểm soát được giấc mơ. Nhưng nếu chị muốn nắm bắt cơ hội cùng em, chị Oanh ạ, thì hiện tại Menonai đang là công ty số 1 đứng đầu về công nghệ số hóa. Và chị vui lòng cho em xin địa chỉ email để em gửi đến chị thư mời trực tuyến, giúp chị có cơ hội tìm hiểu và kiểm soát được giấc mơ tài chính của mình với những cái kế hoạch ưu tiên ở trên với tầm nhìn 10 đến 15 năm nữa. À vâng, chị gửi cho em địa chỉ email ạ. Rồi chị sẽ gửi cho em nhé. À dạ vâng ạ. Vậy thì cái lịch cụ thể sẽ vào 20 giờ tối thứ hai hàng tuần. Thì chị vui lòng check email trong vòng 2 phút tới sẽ có thư mời trực tuyến, sẽ có thư mời trực tiếp gửi đến mail của chị đấy. Vâng, em sẽ xin phép gọi điện để xác nhận với chị trước một ngày, trước khi cái buổi hội thảo trực tuyến diễn ra. Dạ vâng, vậy thì hẹn chị Oanh vào 20 giờ tối thứ hai tuần tới, tức là ngày mùng 4 tháng 10, cũng ở trên cái nền tảng Zoom chị nhé. Dạ vâng. Vâng, em xin cảm ơn chị Oanh và chúc chị một ngày làm việc hiệu quả ạ. Ok, chị cảm ơn em. Hẹn gặp lại. À dạ vâng ạ. Em chào chị ạ.